Chào mừng quý vị và các bạn đến với video phân tích kỹ thuật thị trường tài chính thế giới tuần 22 tháng 4. Giá vàng hiện tại đang là 2.392 đô, tăng 2,04% so với tuần trước. Ở trên khung đến tuần đang xuất hiện một cái thế nến vô cùng quen thuộc, đó chính là cái thế nến Inside Bar. Đây chính là tín hiệu cho thấy cái xu hướng tăng trước đó đang có sự suy yếu. Nhưng suy yếu không có nghĩa là nó sẽ giảm mạnh. Với khung nến ngày thì chúng ta lại không có một cái thế nến nào cho chúng ta điểm sót cả. Thế nhưng ở đây chúng ta lại có một cái thế nến cũng tương tự với cả cây nến tuần. Chỉ khác một chút đây là cái thế nến multi inside bar thôi. Và khi cái thế nến này xuất hiện thì mọi thứ nó trở nên dễ dàng hơn rồi. Cứ thủng cạnh dưới là chúng ta bán. Còn đối với cả những anh em nào mà xác định là đánh kiểu siêu ngắn. Tức là đánh vài tiếng thậm chí là đánh vài phút thôi. Thì cứ cạnh trên chúng ta bán, cạnh dưới chúng ta mua giá của Platinum đang là 943,8, giảm 5,78% so với tuần trước. Nhìn cái giá mở cửa của cây đến tuần như thế này là chúng ta không có điểm sót rồi. Thế nên cái kế hoạch của chúng ta trong tuần sau đó chính là chờ giá giảm xuống tới cái ngưỡng hỗ trợ. Cái ngưỡng hỗ trợ gần đây nhất đó chính là cái ngưỡng 920. Thực ra ngay ở cái mức giá hiện tại là 940 nó cũng là một ngưỡng hỗ trợ. Thế nhưng nó chỉ là một cái ngưỡng hỗ trợ không được mạnh lắm thế nên tôi không đề cập ở đây cái ngưỡng 920 nó sẽ mạnh hơn một chút, còn mạnh hơn nữa đó chính là cái ngưỡng 890. Khi mà chuyển sang khung đến ngày thì chúng ta cũng chưa có bất kể một cái tín hiệu đảo chiều đi lên nào. Chính vì thế mà trong tuần sau chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi những cái tín hiệu nó rõ ràng hơn, khi đó vào lệnh nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Giá dầu hiện tại đang là 82,13 đô, giảm 3,8% so với tuần trước. Mặc dù trong tuần trước có cái tin rất căng thẳng ở vùng Trung Đông và ai cũng đều nghĩ rằng giá dầu sẽ tăng. Thế nhưng ngược lại giá dầu lại giảm, thậm chí là giảm mạnh so với nhiều tuần gần đây và tạo thành cái thế nến đảo chiều đi xuống. Đây chính là cái thế nến sao hôm Evening Star. Khi mà chuyển sang khung nến ngày thì chúng ta thấy rằng giá dầu đã đi đúng với cả cái kịch bản mà chúng ta đã đề ra trong tuần trước. Và đến thời điểm này các bạn có thể là lựa chọn cách chốt lãi. Thứ nhất là chúng ta thấy đủ chúng ta chốt luôn. Thứ hai đó chính là chúng ta sẽ chốt từng phần hôm nọ thì có bạn hỏi với tôi là chốt từng phần như thế nào cái này thì các bạn sẽ phải chia nhỏ từng lệnh để chúng ta vào lệnh mua có thể là vào cùng một lúc cũng được nhưng mà chúng ta chia nhỏ ra đến khi chốt thì chúng ta cũng sẽ linh hoạt hơn trong cái việc chốt đó là chúng ta sẽ chốt trước một phần phần còn lại có thể là để cho giá đi tự do và các bạn cũng đừng quên là rơi cái điểm dừng lỗ của mình tới những cái vị trí có lãi hoặc là đến một cái điểm nào đó mà các bạn thấy hợp lý là được giá đậu tương đang là 1.165, giảm 0,7% so với tuần trước. Về mặt hình dáng thì cây nến tuần này nó không khác gì với cây nến tuần trước. Thế nên tôi vẫn bảo lưu cái nhận định cũ, tức là cái khoảng thời gian tới, cái tỷ lệ rất cao là giá đậu tương sẽ tăng lên. Khi mà chuyển sang khung nến ngày thì cái thế nến đảo chiều đi lên trong tuần trước đã thất bại. Và kết thúc tuần này thì chúng ta lại có một cái thế nến đảo chiều đi lên khác. Không biết là cái thế nến này nó có uy tín, có tin cậy được như là cái thế nến trước hay không. Nhưng đây cũng chính là cái tín hiệu cho thấy cái đà giảm của đậu tương đang thực sự yếu đi rất nhiều và cái tỷ lệ tăng trong tuần sau nó đã cao hơn. Giá Bitcoin tại thời điểm làm video đang là 64.085 đô, giảm 2,6% so với tuần trước. Theo như lý thuyết, khi mà thoát khỏi cái vùng tam giác thì đó chính là xu hướng giảm. Khi mà chuyển sang khung nến ngày thì chúng ta thấy rằng cái việc giảm này nó cũng khá là yếu ớt. Trong tuần này thì việc phân tích kỹ thuật về Bitcoin nó sẽ không mang nhiều ý nghĩa bởi vì cái ngày 20 tháng 4 tính theo giờ Việt Nam sẽ là ngày Having Day còn được gọi là cái sự kiện giảm một nửa. Cái sự kiện này xuất hiện 4 năm một lần tức là cái số lượng phát hành coi, cái số lượng thưởng cho những người đào coi sẽ bị giảm đi một nửa. Như vậy là cái nguồn cung Bitcoin nó bị giảm. Còn cái nguồn cầu cho đến thời điểm hiện tại thì là vẫn giữ nguyên. Nên về lý thuyết là trong khoảng thời gian tới thì Bitcoin nó sẽ tăng. Lý thuyết là thế thôi, trong những cái thời điểm mà có sự kiện lớn như thế này thì những ai đang có coi thì chúng ta sẽ có những cái kế hoạch, những cái biện pháp để chúng ta bảo vệ cái tài sản của mình. Có những ai mà chưa có thì tốt nhất là chúng ta nên đứng ngoài. Tỷ giá tiền Việt của chúng ta đối với cả đô la Mỹ trong đợt vừa rồi tăng cao quá, thế nên tôi cũng review lại ông DXY này xem như thế nào. Chỉ số đô la hiện tại đang là 106,11 tăng 0,1% so với tuần trước. Tuần trước nữa thì lại là một cái cây tăng rất mạnh. Tuần này lại là một cái cây con xoay. Xuất hiện ở cái vùng đỉnh cũ chính là cái vùng 106,5. Có vẻ là cái xu hướng tăng đã chứng lại. Khi mà chuyển sang khung đến ngày thì chúng ta đang có cái thế nến đảo chiều đi xuống ở vùng đỉnh. Có tỷ lệ khá cao là trong tuần tới DXY sẽ có những cái phiên giảm nhá. Chỉ là phiên giảm này mạnh hay nhẹ thì tôi không rõ thôi tỷ giá của Euro USD đang là 1,065, tăng 0,14% so với tuần trước. Cái cây đến này thì nó không có nhiều thông tin quá đặc biệt để chúng ta lưu ý. Sẽ cần phải chuyển sang khung ngày để chúng ta nhìn rõ hơn. Ở khung ngày thì chúng ta cũng nhìn thấy rõ là cặp EU không đi theo như cái kịch bản mà chúng ta đề ra trong tuần trước. Thế nhưng không có nghĩa là cái kịch bản của chúng ta bị vứt xó. Rất có thể là sang tuần sau cái kịch bản này của chúng ta nó mới thực sự áp dụng được. Bởi vì ở thời điểm hiện tại đã có thể đến đảo chiều đi lên và xác nhận đảo chiều đi lên rồi. Anh em nào mà đánh ngắn hoặc là đánh theo kiểu siêu ngắn hoàn toàn có thể là chủ trương long. Còn những ai mà giao dịch trên khung ngày thì chúng ta sẽ vẫn áp dụng kịch bản cũ, tức là chờ lên cái ngưỡng kháng cự 1.075 có tín hiệu đảo chiều đi xuống chúng ta bán. Tỷ giá của cặp bảng anh đô la Mỹ đang là 1.237, giảm 0.63% so với tuần trước. Trong tuần này thì cái tỷ giá GU giảm rất dứt khoát, không hề có cái bóng dưới luôn. Thực ra là có nhưng mà nó rất bé. Cái vùng giá hiện tại của GU thực ra cũng là một cái ngưỡng hỗ trợ. Thế nhưng nó chỉ là một cái ngưỡng hỗ trợ yếu thôi. Tôi sẽ tập trung vào cái ngưỡng hỗ trợ mạnh hơn, đó chính là cái vùng 1,237. Đây sẽ là cái vùng mà chúng ta phải lưu tâm. Khi mà chuyển sang khung đến ngày thì chúng ta thấy rằng cái kế hoạch trong tuần trước là đã không thể áp dụng được nữa. Với cái kiểu giá lưng lửng ở giữa hai cái ngưỡng mạnh như thế này thì chúng ta chỉ có thể quan sát thôi, không thể làm gì thêm được. Tỷ giá của đô la Mỹ yên Nhật đang sấp xỉ 154,6, tăng 0,91% so với tuần trước. Với cái việc giá liên tục phá đỉnh như thế này thì chúng ta không có cách nào khác. Ngoài việc là nhìn cái lợi nhuận của chúng ta tiếp tục tăng. Khi mà chuyển sang khung đến ngày thì chúng ta cũng chưa có bất kể một cái tín hiệu đảo chiều đi xuống nào cả. Bây giờ khi mà đã có ngưỡng cản mới rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục rời cái rừng lỗ cao hơn. Đây, trong cái vùng màu cam này anh em thích rời đến vị trí nào thì rời. Thích số tròn, số đẹp hay là một cái số lãi nào đấy mà các anh em thấy ưng thì anh em cứ đặt. Chắc chắn chúng ta có lãi trong cái kèo này rồi. Và Uzi cũng chính là cái mạc cuối cùng trong video tuần này. Mọi người thấy có ích thì hãy đăng ký để ủng hộ team nhá. Chúc cả nhà mình sang tuần sau giao dịch thật là tốt. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye!